Và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời và vui vẻ. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới góc phải màn hình để nhận được những tin tức nóng hổi được cập nhật mỗi ngày nhé. Và bây giờ mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với chuyên mục tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Tiểu tử mập hát Thiệu Văn sau dí lừng danh lâm cảnh khốn cùng vì phá sản nợ nần, hiện sống ra sao? 20 năm trước là thời hoàng kim của cậu bé vàng trong làng điện ảnh hoa ngữ, trong đó có hát Tiểu Văn. Dù mới chỉ 4 năm tuổi nhưng cậu nhóc đáng yêu này lại khiến màn ảnh nhỏ khuynh đảo bởi sự lém lĩnh, đáng yêu cùng năng khiếu diễn xuất bẩm sinh của mình. Khi ấy, cùng với Thích Tiểu Long, hát Tiểu Văn là một trong hai ngôi sao nhí hàng đầu châu Á. Nếu như Thích Tiểu Long gây ấn tượng với khuôn mặt vừa đáng yêu vừa khôi ngô, thì hát Tiểu Văn lại khiến người ta thích thú với vẻ ngoài tròn trịa mập mạp, giọng nói ngọng nhiều dễ thương cùng nụ cười bẽn lẽn Thú vị hơn đằng sau dáng vẻ ngộ nghỉnh ấy lại là một cậu nhóc lém lĩnh tinh quái và hài hước vô cùng. Cứ thế hát thiệu văn từng bước chinh phục khán giả qua hàng loạt những tác phẩm đình đám như Tân Ô Long Viện, Thiếu Lâm Tiểu Tử, Thiên Đình Ngoại Truyện. Cậu bé được khán giả gọi bằng cái tên ngộ nghĩnh mà thân thương Tiểu Tử Mập. Nhưng khi con đường diễn xuất đang trải hoa hồng Tiểu Tử Mập lại bất ngờ rời showbiz để tập trung học hành. Nhiều năm sau đó cậu bé gần như mất tích khỏi làng giải trí. Năm 2009, sau 6 năm vắng bóng trên màn ảnh, Hát Thiệu Văn mới trở lại showbiz. Năm 2011, anh có vai diễn nhỏ trong bộ phim đình đám Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Năm 2013, anh nhận được vai phụ trong tác phẩm điện ảnh Hóa ra anh vẫn ở đây, đóng cùng với hai ngôi sao hàng đầu Lưu Diệt Phi, Ngô Diệt Phàm. Song lúc này, khán giả lại chẳng hề hứng thú với một hát tiểu văn đã trưởng thành, họ chỉ nhớ về tiểu tử mập trong quá khứ. Thời bé Hát Tiểu Văn đã từng sống cảnh giàu có sung túc nhờ những khoản thù lao đóng phim, nhưng rồi khi lớn lên biến cố ập đến khiến gia đình Hát Tiểu Văn lâm vào cảnh khốn cùng. Bố đầu tư thua lỗ rồi phá sản, mẹ đau buồn đến mắc bệnh trầm cảm, cuộc đời anh bỗng chốc rơi xuống vực thẳm. Dù quay trở lại showbiz nhưng Hát Tiểu Văn chỉ nhận được những vai nhỏ, cơ hội đến với anh cũng chẳng nhiều. Thu nhập ít ỏi không đủ để Hát Tiểu Văn trang trải cuộc sống và trả nợ cho gia đình. Có thời điểm anh phải làm công ở cửa hàng sushi, nhận quét dọn để kiếm tiền có những lúc thùng thư trước cửa nhà hát Tiểu Văn ngập trong các biên lai báo nợ gia đình anh thậm chí không được tiền nộp những khoản phí cơ bản của khu nhà trong suốt nhiều tháng trời người ta từng bắt gặp hát Tiểu Văn xuất hiện trên phố dáng vẻ tuần toàn mệt mỏi anh liên tục hút thuốc gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng suy tư vì áp lực cuộc sống tuy nhiên chia sẻ mới đây hát Tiểu Văn cho hay cuộc sống của anh đã có nhiều khởi sắc trong một năm vừa qua, Hát tiểu Văn hào hứng khoe vừa có dịp được tái ngộ đại ca Ngô Mạnh Đạt trong phiên bản năm 2018 của bộ phim Tân Ô Long Viện. Dù hiện tại vẫn gặp khá nhiều khó khăn trong việc quay lại màn ảnh, nhưng Hát tiểu Văn tỏ ra lạc quan, tôi luôn chăm chỉ nỗ lực từng ngày, tôi hy vọng cơ hội sẽ đến với mình nhiều hơn. Song khi đề cập sâu hơn đến cuộc sống đời tư, Hát tiểu Văn lại có phần né tránh. Anh bày tỏ, Tôi không muốn khán giả quan tâm quá nhiều đến đời tư của mình. Thay vào đó, mọi người hãy tập trung vào những tác phẩm của tôi. Bây giờ tôi chỉ mong mọi người và những người thân yêu luôn được vui vẻ và hạnh phúc. Khi nói về quyết định gác lại sự nghiệp diễn xuất để tập trung học hành, Hát Thiệu Văn cho hay anh không hề hối hận. Với lựa chọn này, dù giờ đây tên tuổi đã không còn được như xưa. Khi ấy tôi quyết định tạm dừng, đóng phim là vì mẹ của mình do lo lắng ngộ nhở sau này tôi không thích đóng phim nữa mà chuyển sang một công việc khác nên bà đã sắp xếp cho tôi đi học. Hiện tại dù sự nghiệp không suôn sẻ nhưng tôi không hề hối tiếc hay oán trách mẹ mình. Ngược lại tôi luôn biết ơn bà do tôi biết mẹ làm như vậy là vì tương lai của tôi. Tình bạn bền vững với Thích Tiểu Long chỉ cần nhìn ánh mắt là hiểu nhau. Không chỉ là cặp bài trùng ăn ý trên màn ảnh, Hát Thiệu Văn và Thích Tiểu Long còn là đôi bạn thân thiết ở ngoài đời. Khi nhắc đến tình bạn hơn hai thập niên, Hát Thiệu Văn không khỏi bồi hồi Thuở nhỏ đóng phim chúng tôi cùng ăn, cùng ngủ, cùng vui đùa. Những ngày tháng vui vẻ ấy là kỷ niệm khó quên trong đời tôi. Mặc dù sau này lớn lên chúng tôi không còn hợp tác nữa. Cũng ít có cơ hội gặp nhau, nhưng mỗi khi gặp mặt dù chỉ cần một ánh mắt hay một nụ cười là chúng tôi có thể hiểu bạn mình đang nghĩ gì, quả thực có những tình cảm thời gian không thể xóa nhòa. Năm qua, Hát Thiệu Văn có cơ hội được hợp tác với diễn viên Ngô Mạnh Đạt sau hơn 20 năm cùng đóng Tân Ô Long Viện chia sẻ về tình cảm dành cho vị đại ca ngày nào hát thiệu văn cho hay tôi vẫn hay gọi bác ngô mạnh đạt là đạt ca thời đóng tân ô long viện vì tôi còn nhỏ nên đạt ca rất chiều tôi mỗi khi có đồ ăn vặt bác ấy đều dành cho tôi lớn lên rồi tôi không có nhiều cơ hội gặp lại bác nhưng với tôi đạt ca luôn là vị tiền bối tài năng chuyên nghiệp và rất đáng kính trọng được hợp tác cùng bác là niềm hạnh phúc của tôi bác ngô mạnh đạt giờ cũng đã cao tuổi rồi nên tôi mong rằng bác luôn mạnh khỏe hát thiệu văn còn tâm sự trong những bản diễn của mình anh ngưỡng mộ nhất là lâm chí dĩnh nam diễn viên tân ô long viện nói sau hai lần hợp tác tôi không còn liên lạc nhiều với anh lâm chí dĩnh nhưng trong mắt tôi anh rất hoàn hảo đáng học tập anh ấy không chỉ đẹp trai thành đạt mà còn có cuộc sống gia đình vô cùng hạnh phúc dàn diễn viên của bao thanh thiên hiện giờ ra sao câu hát phụ khai phong có bao thanh thiên thiết diện vô tư sự án nghi minh dường như đã ăn sâu vào trong tâm trí của nhiều thế hệ ít có series phim dài tập nào lại chiếm được cảm tình sâu sắc từ khán giả như bao thanh thiên từ già trẻ gái trai cho đến các em thiếu nhi ai nấy đều đã từng chết mê chết mệt biệt đội phá án của phủ khai phong do bao đại nhân đứng đầu sau gần 23 năm kể từ ngày phim phát sóng sự nghiệp của dàn diễn viên ngày ấy đã thay đổi như thế nào Thứ nhất là Kim Siêu Quần, cả đời chỉ diễn một vai bao thanh thiên. Kim Siêu Quần vốn là diễn viên gạo cội của Đài Loan trong những năm đầu thập niên 80. Tuy gia nhập làng giải trí sớm, nhưng mãi đến năm 1993, sau khi nhận vai bao thanh thiên, thì sự nghiệp diễn xuất của Kim Siêu Quần mới thực sự khởi sắc. Nếu Lục Tiểu Linh Đồng sống cả đời với vai Tô Ngộ Không, thì bao thanh thiên lại là vai diễn bất diệt đối với Kim Siêu Quần khi ấy chẳng một nam diễn viên nào dám nhận hóa thân vào bao chứng chỉ mình kim siêu quần dũng cảm đảm đương nhân vật truyền kỳ này với ánh mắt tinh anh, anh vầng trăng khuyết giữa trán kim siêu quần đã trở thành bao chuẩn bước ra từ sách kim siêu quần từng tâm sự ông rất yêu vai diễn bao thanh thiên yêu đến nỗi mà trong suốt 20 năm sau đó bao chuẩn là vai diễn duy nhất ông nhận đóng bất kể là phim do đài loan hồng kông hay trung quốc sản xuất được biết kim siêu quần có gia tài cả trăm tập phim chỉ ở vai diễn bao thanh thiên Đằng sau sự thành công với bao thanh thiên là cả một chặng đường đầy khó khăn trong cuộc sống với Kim Siêu Quần. Khi về già, ông không thể nhận thêm phim nào khác, phần vì nặng tình với nhân vật, phần vì sức khỏe đã suy yếu rất nhiều. Kim Siêu Quần phải tăng cân từ 80 lên 100 kg để phù hợp với nhân vật bao công trong kịch bản. Hệ lụy của nó là ông bị huyết áp cao, mỡ máu cao, đường huyết cao, đã từng có lần bao đại nhân phải nhập viện trong tình trạng ngưng thở và tưởng chừng không thể qua khỏi. Tuy nhiên rất may là bên cạnh ông luôn có người bạn đời đồng cam cộng khổ đó chính là Trần Kỳ. Đến nay, kể cả khi đã ngoài 60, Kim Siêu Quần vẫn bày tỏ mong muốn được tiếp diễn vai bao chẩn. Để cho đến những ngày cuối cùng của cuộc đời, ông vẫn được sống với từng hơi thở, từng vụ án của bao đại nhân. Hà Gia Kính, cái duyên khó dứt với hình ảnh triển chiêu hộ vệ không xuất thân từ trường lớp diễn xuất nhưng cái duyên phim ảnh lại đến với Hà Gia Kính khi anh vào vai Triển Chiêu. Sau khi đóng xong 236 tập của Bao Thanh Thiên, Hà Gia Kính nghiệm nhiên trở thành đại hiệp, được các bạn trẻ sùng bái và rất là ngưỡng mộ. Không hoa khi nói rằng Hà Gia Kính có một ngoại hình đủ đẹp để vào vai triển hồ vệ, khuôn mặt chính trực, thân thủ nhanh nhẹn toát lên một vẻ chính nghĩa khó tả. Hà Gia Kính cũng đã có những hy sinh rất lớn khi vào vai diễn này. Anh bắt đầu học múa kiếm, tập luyện điên cuồng, để không cần diễn viên đóng thế sau vài triển chiêu hà gia kính đã thử sức ở một số vai diễn khác nhưng không thành công khán giả nhận xét dù xem phim nào của hà gia kính người ta cũng chỉ có thể tưởng tượng ra đó là triển chiêu mà thôi biết không thể cắt duyên với hình ảnh đại hiệp lại không tìm được đột phá trong diễn xuất hà gia kính quyết định gác kiếm để làm kinh doanh Hiện nay, Hà Gia Kính đã có nhà máy sản xuất dược phẩm từ ngũ cốc với khối lượng tài sản lên đến cả trăm triệu nhân dân tệ. Tuy thành công trong sự nghiệp nhưng đến nay, Hà Gia Kính vẫn còn lẻ bóng dù đã trải qua một số mối tình. Xem chừng câu nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân là không linh ứng với triển hồ vệ. Phạm Hồng Hiên, quân sư công tôn sách phải ngưng nghiệp diễn vì sức khỏe của mình. Tương tự như Kim Siêu Quần thì Phạm Hồng Hiên cũng là cây cao bóng cả trong giới phim ảnh Đài Loan. Nổi tiếng với vai quân sư công tôn sách, Phạm Hồng Hiên cũng nặng tình đến độ không nhận thêm vai diễn nào kể từ sau khi phim Bao Thanh Thiên gặt hái được thành công. Hiện nay vì tình trạng sức khỏe không tốt mà Phạm Hồng Hiên đã ngưng hoạt động nghệ thuật. Dấu ấn còn sót lại duy nhất của ông trên màn ảnh là bộ phim Tân Bao Thanh Thiên, Phạm Hồng Hiên vẫn vào vai công tôn sách do lời mời nhiệt tình từ bao chứng Kim Siêu Quân. Bộ tứ hộ vệ của Phủ Khai Phong đã quy ẩn. Vương Triều, Cao Niệm Quốc, Mã Hán, từ Kiến Ninh, Trương Long, Dương Hùng và Triệu Hổ, Thiện Trường Sinh là bộ tứ hộ vệ của Phủ Khai Phong. Kể từ sau khi nội đình nội đám vào năm 1993, người ta không còn thấy họ xuất hiện nhiều trên sóng truyền hình. Nhiều nguồn thông tin cho biết các diễn viên đều không tìm được hướng phát triển nên đã giả từ ánh đèn sân khấu. Lưu Tuyết Hoa, từ Tân Hương Liên đến Lão Phật Gia của Tân Hoàng Châu Cách Cách trong bao thanh thiên, nữ diễn viên Lưu Tuyết Hoa vào vai Tần Hương Liên ở ba phần phim Trác Nị Án, Sự Trảm Trần Thế Mỹ, Ba Hồi Trống và Thu Nương. Với đôi mắt biết nói, ngoại hình dịu dàng toát lên vẻ thanh cao, Lưu Thiết Hoa vẫn nhận được rất nhiều lời mời đóng phim kể từ sau bao thanh thiên. Lần xuất hiện gần đây nhất của bà là trong bộ phim Tân Hoàng Châu Cách Cách của nữ văn sĩ Quỳnh Giao, Lưu Thiết Hoa đã hóa thân vào nhân vật, lão Phật gia quý phái và quyền uy. Đỗ mãn Sinh, bàn thái sư đã ở ẩn. Bàng Thái Sư cũng là một nhân vật khá quen thuộc trong bao thanh thiên. Vai diễn này được thể hiện bởi nghệ sĩ ưu tú Đỗ Mạng Sinh. Sau này Đỗ Mạng Sinh còn tiếp tục những vai diễn độc ác tương tự ở các phim như Thất Hiệp Ngũ Nghĩa, Bao Công Kỳ Án, Bao Công Sức Tuần. Hiện đây ông đã ngoài 70 tuổi nên đã dừng sự nghiệp diễn xuất của mình. Lâm Long, vĩnh viễn là bác vương gia trong lòng khán giả. Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 1973, nhưng phải mãi 20 năm sau, nghệ sĩ Long Long mới được đông đảo khán giả biết đến qua hình ảnh Bác Vương Gia, trồng bao thanh thiên. Nghệ sĩ Long Long đã theo chân Kim Sư Quần để có mặt trong hầu hết những phiên bản dựng 2008, 2010 và 2011. Hiện tại thì ông đã 65 tuổi và không còn đủ sức khỏe để đứng trên phim trường. Tuy vậy, nhiều khán giả khẳng định hình ảnh Bác Vương Gia Long Long sẽ còn mãi trong tâm trí của họ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.